khi cái thế giới nó hỗn độn, không còn trật tự, không còn nước nào, nói nước nào nghe, cả cái Liên Hiệp Quốc bây giờ Nga với Tàu nắm quyền trên đó, hai cái thằng bất công, hai cái thằng không có công bằng mà cho nó làm ông tòa, thấy tức cười cái thế giới này không? Rồi cái thằng thằng gì Barot gì đó, thằng mà xếp sòng của bên y tế của thế giới đó. Con Covid là của Trung Cộng đưa ra, nó lại nói không phải, nó mấy ngày nó bị Tàu đồng tiền phá phá gì đó, ngân phá lực lệ. Đại khái là nói chung cái thế giới này sẽ không còn những cái nước mà gọi là năm thứ ác mà nãy thù nói nắm những cái chức vụ của đó nữa thì mới gọi là công bằng. Tự nhiên cái thằng Iran nó không có nhân quyền hết, gái người ta đeo khăn đo gì nó cũng giết người ta chết, vậy mà cho nó ở cái chức là xử nhân quyền. Con thấy trên thế giới này bây giờ nó loạn cào cào hết. Trung Cộng là một cái nước điên hiếp người ta thì lại cho nó nằm trong cái chức là giống như hòa bình thế giới, nó đâu có hòa bình đâu. Mỗi lần mà nó bay qua hù lệ gần cả chục năm nay, nghe tin tức mỗi ngày biết cũng muốn điên luôn, tối ngày hù với vợ không. Rồi cái giờ Mỹ vô để mà ấy thì nó ô Mỹ làm phá rối an ninh trật tự của Biển Đông, Mỹ là thằng gây ra bao nhiêu chuyện bất an cho Á Châu, trong khi nó gây thì nó không có nói. Cũng y như Nga đi xâm chiếm Ukraine thì bữa nay cái lại đi nói là Âu Châu với Mỹ làm cho Nga cảm thấy bất an cho nên phải dùng vũ khí nguyên tử, cái thằng Monadep thằng khỉ gì đó, cái hù không à, giỏi làm đi, không có cái chuyện mà có bom nguyên tử. Tiếng nói chuyện này đã nói nhiều clip rồi, bom nguyên tử sẽ không có nổ, nổ là nó vừa bay lên thôi là mấy giáp ô nẻ xuống nó lọt ngay chỗ đó rồi, không có gì phải lo. Bom nguyên tử chỉ cần lo là cái ngày mà cái cuối cùng phải không, đầu tiên là cái thể chế cộng sản thế giới, rồi năm cái ác nè, thể chế cộng sản thế giới sẽ đi nè, rồi đầm lầy, chùm khăn, thế lực giàu, những cái đó mà khi nó ra đi á, mà đi sớm hay đi muộn, tại vì đi muộn á chúng ta sẽ thiếu thốn tiền bạc, là tại vì kinh tế toàn cầu bây giờ mỗi một ngày nó mất đi cả nghìn tỷ, tại vì không có nước nào trao đổi buôn bán nước nào hết, cho nên ai bây giờ cũng là tự ở nhà cố thủ hết, không ai ra đường mua sắm, không có nước nào xuất khẩu qua nước nào hết, thì cái đó là một cái quyền lợi chung của thế giới mà lại bị mất quyền lợi. Thì nó tính ra nhỏ nhỏ thì tính ra tới cá nhân gia đình chúng ta, những quốc gia nào mà nghèo thì quốc gia đã chết trước, chậm hay muộn thôi, chậm thì có nhiều người sẽ khổ nhiều, mà lẹ thì nhiều người sẽ được cứu. Tự vì nếu mà mình ngồi mình tính á, ở nước Việt á, cái số lượng nghèo á, mà gọi là bần cùng á, ngày nào ăn ngày đó đó, mà khi mà chỗ bệnh, tại con người chúng ta mỗi ngày đều có thể bệnh nó ra, mà không có tiền đi cứu là coi như là bản án tử hình, là chết á, thì Việt Nam sẽ là nước chết nhiều nhất. Còn ở Mỹ này bây giờ nó không có tiền, nó không có tiền trả tiền nhà thì nó hey, nhà băng, tao chịu bị xóa nợ nghe. Ở Mỹ nó có lực xóa nợ, Việt Nam đâu xóa nợ, Việt Nam lấy nhà đủ con ra khỏi nhà liền. Chính phủ cũng phải gửi tiền tới nhà, tiền trợ cấp, tiền này tiền kia. Còn Việt Nam mình không có mấy cái đó. Người nào kéo dài thời gian chừng nào, nước Việt càng chết nhiều chừng đó. Nói chung là dễ hiểu, tại vì bệnh tật đồ ăn thì dĩ nhiên là nó thiếu dinh dưỡng rồi, ví dụ đúng ra buổi cơm mình phải có canh cá kho phải không, bây giờ mình nghèo quá đó, mình có hai thứ cá thì mà ba người ăn được, bây giờ nghèo quá mình chỉ có nửa thứ thôi thì mình nhường cho con, thì dĩ nhiên cái người mẹ phải thiếu cái chất đó rồi. Rồi tô canh bữa hổm bự vậy, bây giờ tô canh còn cái chén gì thôi nhường cho con,
thì người mẹ lại thiếu tô canh rồi. Nó có cái đó nữa, nó tính theo cái nhỏ lại. Và có những cái gia đình đó, không có dạng luôn á, chết âm thầm nữa. Mà bây giờ á, vận tải lưu thông nó còn xoay chuyển được, mà lỡ như mà chiến tranh rồi á, còn thấy em giống như giờ ở bên bên German nó có đó gọi là biển biển đỏ phải không, biển đen biển đỏ, còn của mình là biển xanh, Thái Bình Dương là biển xanh. Thì cái biển đó đó nó cũng ảnh hưởng, tại nó vận chuyển thứ này thứ kia vô đi toàn thế giới. Mà huống hồ chi bây giờ bầu cử Đài Loan không xong á, có xong không xong gì nữa cũng chiến tranh cũng nổ ra ở biển đó. Tôi chỉ biết một điều trên thường nhắc, hồi năm 1975 những năm Cộng Hòa không có thua, đó là cơ trời đi, mẹ là người xoay chuyển để cho không có đổ máu, để cho Sài Gòn không có đổ thành đống gạch vụn là do Phật mẫu mẹ nói không. Thì chuyển tiếp một cách rất là thuận hòa, không có đổ máu. Và đồng thời chúng ta còn có thời gian để leo lên nóc nhà tổng lên sư quán, chúng ta có thời gian nhảy xuống bến Bạch Đằng, nhảy lên tàu sắt hay là đi tàu Trường Sinh, rồi qua cái đó, rồi những người ở miền Tây, những người vùng biển cứ nhảy lên ghe đi vượt biên. Rồi cả cái bà Mai Phương là xứ công viên Sài Gòn có chiếc bò bò dẫn ba đứa con xuống đi luôn. Thì tất cả những cái đó là chúng ta có thời gian, mình đang nói thời gian đây, mình không nói nhiều mấy cái đó, còn có thời gian. Nhưng ở cái thời nay khi mà Hồ Chí Minh gọi là hết hợp đồng với Thượng Đế để mà xả tội cho nước nghiệp á, nước Việt á, xả nghiệp cho nước Việt á, họ bỏ nước Việt họ đi còn lẹ hơn nữa. Bởi vì nó lẹ hơn là mà sao vàng rụng đại đường á, là sao, là vì họ đã có thẻ xanh ở Mỹ này hết rồi, họ đã chuyển tiền qua Mỹ gần 600 tỷ rồi, họ mua nhà sẵn hết rồi, máy bay bay nhiêu, trời ơi, giờ nó bay Vietnam Airlines nó bay thẳng qua Los Angeles hay là San Francisco của mình đây á, có mười mấy tiếng, lẹ hơn nhiều. Cho nên trong sắm càng cái gì nói thiệt, chỗ cái ngày đó tới nó lẹ lắm đó con. Nói mọi người phải chuẩn bị một nước Việt mới thay đổi rất là lẹ, nó không có chậm như thời 75. Hồi xưa lúc mà bắt đầu lên đây nói, cụ ngại nó không dám nói, tại mắc cỡ nó chết. Mình giàu có mặt mũi đây chơi với Elon Musk, mà chơi với mấy thằng tổng quản trị của mấy tập đoàn lớn đây về với mình. Mình đâu có nói mấy cái này mất hết bạn bè sao, tụi nó đâu có tin mấy cái này đâu, tụi nó ngày nào cũng uống chai rượu chát với ăn đồ ăn xịn không à. Còn mình tự nhiên mình nói mấy cái chuyện này á, dễ gì, ngại lắm. Nhưng mà lãnh sứ mệnh thì bề trên mới đạt ra, nói đi con. Nó còn đâu biết nói tiếng Việt là nó, con có cái gì cứ nói đó, nói từ đây. Và mục đích của con nói chỉ cho cái lãnh đạo thôi, nó hiểu thôi. Cái lãnh đạo cái sau này mình mới coi lãnh đạo Việt Nam có nhiều ông, có 18 ông à. Thì lúc đó sư phụ mới ra nói, ồ có 18 ông nói chuyện dễ nghe lắm. Tưởng đâu là 100 triệu dân thì hơi khó phải không? Cái mình cứ nghĩ là nói cho 18 ông nghe. Mấy ông làm gì có chuyện mà vô mấy kênh YouTube. Mình gọi là mấy ông cho là khùng khùng đi, mình nói mình cũng khùng khùng đi. Dễ gì. Nhưng mà giờ cuối cùng 18 ông nghe hết rồi đó, biết hết rồi đó. Mấy ông qua đây kiếm sự hoài chứ bộ. Thì mình mới biết là một ông biết là những ông kia phải biết. Thì là mấy năm nay con thấy á, còn là gửi vợ gửi con rồi qua đây âm thầm xin dấu thiên tâm ngài vẽ lên trán cho tôi đó, có hết rồi. Nhưng mà bây giờ cái phước cao hơn nữa là có một số người dân thường
cũng hiểu được cái kênh này á, cũng còn hiểu. Chứ hồi xưa lúc đầu mấy vị nói cái lúc đó mà Thượng Tế Công ngài nói con cứ nói đi, tâm con có gì á con cứ nói vậy đó. Trời ơi sao lại là con nói? Ừ nhưng mà con nói thì từ từ đi, họ sẽ tin con. Từ từ gì? Con học ở lớp 4 à, con qua Mỹ hồi nhỏ mà không có biết tiếng Việt. Nhưng mà cái gì nói từ tâm. 5 năm nay chuyện này nói này tới clip này 276 cũng là từ tâm nói. Trong đó có những nhà lãnh đạo cao cấp, họ biết. Họ biết là tự gì không có clip nào hầu như nghe có những cái mình lặp lại. Thì có những người đã nghe rồi thì cứ nghĩ là sư phụ lặp lại, không phải. Cái số lượng mà biết cái ngôn tiếng Việt official này cho tới ngày hôm nay là chỉ có nước Việt 20%. Còn một số người lớn người ta cũng chưa từng biết, thì mình cần lặp lại. Lỡ như mỗi một ngày có nhiều nghìn người biết, hiểu không? Cũng giống như là mặt đời nợ quảng cáo có cái hình ông vẽ chữ đó mà nên là 5 phút hoài làm chi, là để cho mấy đứa nít nó nhớ ra, rồi nó nghe thì mặt đời nợ thấy ô mẹ quẹo vô cho không mua đại khái. Thì nhiều lúc chú cũng cần phải lặp lại những cái điểm chính. Thì cái điểm chính mà hồi nói chỗ này đó là tất cả 5 cái ác sẽ đi nè, 5 cái bệnh nè, rồi 5 loại người sẽ không có đủ duyên nè, rồi đồng thời là nước Trung Cộng chia 5 sẽ 7. Cái câu đó mới là quan trọng. Có ai dám nói là Trung Cộng sẽ chia 5 sẽ 7? Thì chỉ có mình Thiên Tướng Kiệt này dám nói. Mà nói cách đây 5-7 năm thời đó ai cũng cười mình hết. Thì bây giờ coi cười không? Sắp sửa chia 5 sẽ 7 thiệt á. Rồi cái đảo Hoàng Sa của mình, Trường Sa của mình, có ai nói là cầm cây tre mà ra mà quất mấy thằng Trung Cộng mãi mà nó chạy không? Không cần quất nó cũng chạy nữa, thấy mình tới là đi rồi. Tại lúc đó trận chiến nổ ra giữa Đài Loan với Mỹ với Nhật, trời thứ dữ không à, F-35 rồi đại thất hạm đội Mỹ nó nằm ở vòng vòng ở vịnh Bắc Việt. Ở khúc phía sau đuôi này á, tàu Trung Cộng đâu còn chiếc nào đâu. Mình chỉ lấy xuồng ba lá với che với tầm dông giật nhọn ra mình rượt nó cũng chạy nữa. Của Sisa sẽ trở về Sisa. Với hồi lúc mà sư phụ ở khách sạn Caravan năm 2014-15 đó, dặm chân 3 lần rồi đấy. Hoàng trường lãnh thổ của ta, ta con thiên thượng xuống đây thâu về. Thì lúc đó mấy vị thiên tướng trên trời hiện chút mặt đông lắm. Tại cái chân với hụ là một cái hiệu lệnh đúng không? Mỗi lần làm gì mà đứa nào thấy hụ dậm chân là xong rồi đó. Đừng để hụ dậm chân nha. Nhiều lúc bây giờ muốn phủi đất cũng dám phủi nữa. Tại khi chân mạnh là mấy vị thiên tướng hiện về liền à. Tại vì mấy vị hoặc là vỗ tay vậy nè, ba cái. Nên hụ ít bây giờ dám làm đó. Tại làm là mấy vị hiện về để mình nghe đó. Thì lúc đó hồ dậm chân rầm rầm rầm. Tại vì lần đầu tiên thấy cái tượng Hồ Chí Minh khổng lồ ngay chỗ cái bùn binh Nguyễn Huệ. Ở khách sạn Carmen đi xuống thấy cái tượng này trước mắt quá. Tại vì mình biết ổng không phải là người tốt. Mà một cái quốc gia mà tối ngày lại ma, lại quỷ, lại người không tốt. Thì có nghĩa là giống như giờ thầy con thờ Phật hay là thờ Thượng Đế. Mà con không thờ, tối ngày con lại, bác Hồ ơi cứu con. Ổng là dưới địa ngục sao ông cứu? Thì ai sẽ vô nhà mình giúp mình? Có phải là âm binh với ma quỷ không? Thì đó là lý do tại sao nước Việt bị nghèo hoài là vậy đó. Tại mình khấn không có đúng người. Mình khấn cũng giống như giờ mình đi tìm đúng một cái người mình xin, mình mượn tiền. Con này mình đi ra đường, mình gặp cái thằng dân chơi, thằng homeless, mình mượn tiền nó hả, nhiều lúc nó quýnh mình nữa, nó còn đè mình xuống, nó lật túi mình nữa. Thì về bằng phần tâm linh cũng vậy, mình khấn ai phải cho đúng người. Thì lúc đó dặm rầm 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 ba cái, cái mấy ông thiên tướng hiện xuống. Ông thiên tướng hiện xuống nên mấy ông hứa với sư phụ là sẽ có một ngày mấy ông sẽ thi hành nhiệm vụ, tức là dẹp bức tượng đó.
tất cả những thiên ở trên thế giới, ở Mỹ, Việt Nam mấy chục triệu người, ở Mỹ này cũng 5-7 nghìn người khắp thế giới. Thì đứa nào mà biết về Facebook nên làm một cái trang để mà tạo công đức chung, phải không? Bây giờ độ đời á, là mỗi người á, phải nói về cha về mẹ trên thế giới á, cũng có nhiều công đức. Tức là cái số lượng mà người về trời nhiều chừng nào thì mình có cái công đức cao chừng đó, chứ không phải mình hiểu được thiên tâm, mình hiểu được cha trời mẹ đất, mình hiểu được cái lon sữa bò, rồi mình thấy bao nhiêu người xung quanh mình không biết, mình ngại ngùng, mình không dám nói. Cái đó là cái nhã của mình vẫn còn, cái ích kỷ mình vẫn còn, cái đó là không tốt. Thì bằng cách đó là mỗi một cá nhân á, tạo ra cái trang Facebook rồi share nhau, không cần đánh chữ gì hết. Nghĩa là thưa Hồ đang nói người dốt á, thì cũng có đại công đức. Ít nhiều cái người đó cũng có dòng họ anh em, cũng có mấy chục người, thì mình độ được mấy chục người đó. Mấy chục người xung quanh của mình biết được cha trời mẹ đất, biết được thời nay có bao nhiêu chuyện thiên cơ nhiệm màu như vậy, và biết được hôm nay mình đang sống trong những ngày tận thế bí cực về sắp qua Thái Lai, thì là một cái chuyện cần phải nói. Nhưng mà Thiên Tướng Kiệt này dẫn đầu đi đầu và cầm cây đuốc bự đi đầu, tất cả những đứa con thiên đều cũng phải tự cầm cây đuốc nhỏ, vì cái quả địa cầu này nó đen kình kịnh. Tại con người sân si hung dữ nhiều quá, khi cái ý tưởng mình nghĩ ra những cái chuyện xấu thì mình phóng lên một cái làn khói đen. Còn khi cái ý tưởng mình mà nghĩ ra một cái chuyện hỷ lạc, vui vẻ hay là tốt cho người xung quanh đó, mình phóng lên một cái luồng ánh sáng màu vàng, làm cho cái người kế bên vừa đến ngay cái thời điểm đó gặp mình rất là thích mình. Còn lúc mà mình mà không có những cái hỷ lạc, mình không phóng lên những cái ý tưởng tốt à, mà tối ngày cái mặt mình cứ chầm chầm á, ai dám tới gần mình. Mình phóng lên những cái ý tưởng gọi là mây đen á, mà bây giờ cái thế giới này bây giờ 70-90% là như vậy, ai cũng sân si, ai cũng hung dữ, ai cũng gọi là giống con kiến vậy. Cứ nghĩ là mình bận chạy lăn tăn, nhưng mà cuối cùng á, không có cái gì ra cái gì hết. Cái đang cần á, ngồi một chỗ ngồi thiền với đọc kinh mà không ai chịu làm hết, quay đầu với thượng đế. Thì mỗi đứa đệ tử họ chiên là một cái đuốc, mà mỗi cái đuốc thì phải chăm cho nó cháy, để cho cái màn vô minh này, cho cái màn vô minh của qua địa cầu này nó sáng trở lại. Đó là cái chuyện thật sự. Tại vì mỗi một lần mà cuối tuần cái vụ thỉnh an cha hiện về, hay mẹ về, hay là mấy anh chị về, vậy nào cũng nói đứng ở ngoài, từ ở trên trời mà xà xuống mà đứng trước mặt chứ phụ. Mà trước khi vô cái trái đất này á, tại chứ phụ mang thân phàm ngồi đây thì cha mẹ phải đứng đây, thì là giống như đi qua nó đen kịnh á, nó không có sáng như những cái thành tinh khác. Mà muốn cho cái này á mà tan biến lên để mà có hào quang, quả địa cầu có hào quang, thì tự mỗi một cá nhân ở sống trên cái quả địa cầu này phải có bổn phận làm những cái nhiệm vụ đó. Chứ bề trên đâu có làm được, bề trên đâu có thể mà biến mình, làm cho mình vui được, rồi làm cho cả 8 tỷ người vui được. Mình phải tự làm mình vui, mình phải tự khởi ý ra làm những cái việc tốt. Thì đó là lý do tại sao mình tái sanh như làm thân người ở cõi ta bà này. Ta bà này là một cái nơi thao trường mà, một cái nơi gym mà, để tập, để cho người mình vững tâm, vững trí, để cho mình có cái học hỏi, để mình thăng tiến cái thần hồn, để mình về thôi. Mục đích chỉ có vậy thôi mà. Cho nên bà trên không có làm cho mình được, bà trên chỉ đưa cái đuốc cho mình đi, đưa cuốn kinh, đưa cái dấu hiệu. Bà trên chỉ che chở mình để đừng có bị ma quỷ đến phá khi mình đeo dấu thiên tâm. Thời này á, mà ai đeo dấu thiên tâm á, thì người đó sẽ có phước hơn những người không đeo dấu rất là nhiều. Tại vì tất cả những vị thiện thần trên thế giới đều phải tuân lệnh của cha và hội đồng chư Phật để mà gia hộ cho những người mang cái dấu thiên tâm này. Nhất là trong lúc này nè, nước Việt Nam đang đói khổ đó, cũng phải nên đeo. Tin không tin cũng phải nên đeo, đó là sự thật đó. Tại vì những vị thần bây giờ đang sàng lọc,
sàng lọc cõi vô hình, sàng lọc cõi hữu hình chúng ta nữa. Người nào đeo dấu người đó sẽ thoát được cái này. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ sẽ quá không. Rất là hữu hiệu. Coi như nắp kinh, hội thành viên nắp kinh. Ở Mỹ này mà có khoai tây, hầu phát khoai tây hơn là khoai mì với khoai lang. Tuần rồi mấy thầy trò đi chơi tiếp ở Lake Tahoe. Mà lúc mỗi ngày đầu mình lên nó không có tiếp. Sao ngày thứ nhì quá trời tiết luôn. Hôm nay cái trứng rồng chưa có nở, muốn lăn đầu lăn. Trứng rồng nở rồi lăn không được nữa, cho nên chụp cơ hội cái mùa tiết để đi vậy. Mà có một cái ngộ, cái bộ đồ xưa sư phụ đi ski 15 năm trước nó vừa, 15 năm sau lấy ra mặt nó cũng vẫn vừa y chang luôn, cái bụng cũng đúng cái size luôn. Hồi xưa 162 pound, bây giờ 166 pound, 64 với 66 nó nhảy lên nhảy xuống. À, nó không có lên cân mà cũng chẳng xuống, ngộ ta. 15 năm á. Bữa bụng này hơi bự, cái đi hiking với đi bộ mấy đứa này nè, nhờ mấy đứa con á, đi bộ mới tập thể thao ấy, giờ bụng nó xẹp rồi, nó như bong bóng thôi, có gì đâu, có thổi phình ra vô thì cái túi da túi nó vậy đó. Thì con thấy nó vô thường không, mình không có gì phải lo túi da túi này, mày bự hay mày nhỏ số quá tao đi bộ chút cũng xuống rồi. Cái quan trọng cái linh hồn của chúng mình là cái của mình nè. Quan trọng nhất là mình mỗi ngày mình làm việc gì cho ai nè, rồi mình làm cho bao nhiêu người cười. Tại vì lực thiên tâm chúng ta mỗi ngày mấy con phải làm ba người cười đúng không. À, ngày nào cũng vậy, không, mấy đứa ở nhà cũng vậy, mỗi ngày con làm được mấy người cười rồi, được ba người. Thằng ông đi vô trường nó làm cho cả đám người cười, ô bữa nay con làm cả lớp cười. Thì lực của chúng ta là làm cho ba người cười, và khi ba người cười thì tự mình cũng cười luôn á. Chứ mình đâu phải như thích cầu cờ gặp mà lúc nào cũng mặc hình sự đâu. Có một cái là ở nước Việt và thế giới người ta thương sư phụ, nhưng mà họ tu thì cũng có tu, hiền cũng có hiền, nhưng mà vẫn còn chấp tướng. Cứ nghĩ sư phụ giống như là ông Phật á, phải ba vòng vòng á, phải có 36 tướng tốt trang nghiêm nữa. Trời ơi, Phật thời đại thì phải giống thời đại mới đổ được. Cho nên giờ không dám lên ca nữa, chỉ ca mấy bài của hương rồi thôi. Nói gì nói, nhiều người còn chấp lắm. Sư phụ là Bồ Tát, vẫn là Bồ Tát. Bảy dòng hồ quang trước mặt nó không thấy thì vẫn là còn ở bảy dòng hồ quang. Bồ Tát trong tâm chứ không phải Bồ Tát cái áo, đúng không? Còn mấy ông thầy cái áo vàng á, thì tưởng là ổng là Phật nhưng mà ổng là quỷ. Cái áo mặc thôi, con mua chừng mười mấy chục bạc là có áo chợ, áo cà sa rồi. Còn muốn cái đầu chọc dễ ợt, ba đồng, năm đồng, bà còn kêu ai cạo còn lẻ nữa. Không có khó, nhưng mà Bồ Tát Bồ Tát thiệt trong tâm. Chứ mấy ông đâu có bảy dòng hồ quang đâu, mấy ông có một dòng mà ông nào ông nói hay sám bịch. Tại vì mỗi lần mà với chùa mà tổ chức lễ, ồ ngó, ồ ông này hả, sẽ đen thui vậy ta, mà sao nhiều đệ tử quá. Những người ở đây mà muốn có dấu thiện tâm đâu phải làm sao để có đây. Ồ trên online nó bán thiếu gì. Đứa nào mà khôn á, bây giờ bán cái dấu này trên online, trên mạng á, vừa kinh tế mà vừa có tiền mà vừa có công đức. Mỗi một người đeo á, là cái thằng mà chế ra cái dấu này á, nó có công đức á. Trên online nhiều lắm. Vậy là mình đeo mình không có được sự ấn dính của thầy là có giá trị không? Được, quay về hướng Đông Bắc. Giờ thí dụ như 30 năm sau, cái số của con mấy vị nói con sống tới 88 tuổi. Bây giờ con nhiều. Ok, giờ 35 năm sau con đi về trời. Cái đạo này nó sẽ lưu truyền 3.000 năm. Vì lúc đó chắc không ai gặp được mình, chắc không ai được về trời hả? Không có đúng. Bây giờ bao nhiêu người gặp được Phật Thích Ca?
ngày đó đi mấy nghìn năm rồi mà giờ cũng có rất là nhiều người được về trời, người đâu có nhiều người gặp được Chúa. Cho nên mình ở xa cứ việc đeo, cứ việc tự đi mua đi lấy, rồi mỗi người chúng ta đều có thần thông, thần thông nhỏ hay thần thông mạnh thôi, nó cũng giống như cái cục chặt pin vậy, mạnh hay yếu thôi. Còn như Kiệt á, thì có bảy dòng hào quang thì cái lực nó mạnh. Thì khi mà ví dụ như những người xui xẻo hay những người gì đó, bệnh tật gì đó, mà đến đây có duyên gặp Kiệt thì Kiệt để tay. Thì khi để tay, một cái phần chúng ta sống bằng năng lượng nha. Người nào mà năng lượng của mình yếu á, thì mình rất là giống như uể oải. Còn cái năng lượng mình mạnh á, tinh thần mình phấn chấn, trong người mình nó xài điện, điện lực mà. Thì những vị chư thiên đang đứng xung quanh đây nè, hộ mấy vị hộ pháp à, sẽ cứu cái người đó. Khi cái tay Kiệt đụng vô là mấy vị biết là ok, là cái tâm của Kiệt như vậy, thì mấy vị sẽ chiều ý, sẽ giúp. Nó có cái phần đó và đồng thời có cái lực. Thì cái dấu thiên tâm nó có màu nhiệm hơn chút xíu. Nhưng mà bây giờ cái dấu thiên tâm làm cho một người đó, mà khi 2-3 ngày sau hay là 2-3 tháng sau, người đó không còn thật tâm, cái dấu đó họ dùng tùm lum nó cũng vậy thôi. Cho nên nếu mình ở xa mà không gần Thiên Tấn Kiệt cũng là đệ tử Thiên Tấn Kiệt. Tại vì mấy chư Phật nói những ai mà họ thiên đều là đệ tử của Thiên Tấn Kiệt hết. Dù giờ ở xa không có gặp, không có được dĩa lên chén thì cũng là như vậy. Tại vì Kiệt thuộc dạng chiết thân, cái xác thì ngồi đây, nhưng mà cái thần hồn á, ban đêm có thể chiết ra cả trăm cả ngàn người đi khắp mọi nơi. Ai mà thành tâm kêu là cũng có thể gặp trong giấc mơ hay là trong những cái chuyện đột biến tai nạn gì đó. Còn mấy đứa con có tặng cho bác đó một cái này. Dạ có, tên Điện Mẫu chút nữa con nói cháu lên đó lắm. Tại vì lần đầu tiên mới gặp được thầy, nhưng mà tôi đã xa lắm. Chứ con bằng kia được rồi, tại vì con chỉ là người truyền tin cho cha con thôi. Ở xa lắm mà đi phải khoảng 2 ngày một đêm rồi nó mới tới. Ở đâu tới? Tôi bên Tịch Xịt. Tách xác hả? Bác lái xe hả? Đi máy bay. Máy bay có 3 tiếng thì tới 2 ngày chứ. 1 tiếng một ngày đi rồi một ngày ngủ đêm, một sáng mai mới lên. Ờ, con qua bển hoài có 3 tiếng hộ hả? Thành tử ra muốn sẵn cơ hội này, muốn gặp được về thì xin cái dấu ấn trên tâm của thầy. Trên Điện Mẫu có cái dấu này hả? Cái này là của con phải không? Nó là hai dấu con nhập lại. Đời là đúng đời, đạo cho đúng đạo, đó là thiên tâm. Tức là mình sống đời sống mình phải giống như mọi người, không có buông, không có phải một bác ba y. Bác có ba, có bốn cục cục sòn, bác là thọ Bồ Tát giới bên đạo Phật á, là người khác thấy bác có cục thứ tư xin là phải cho á. Xin là không có. Đời ra đời, đạo ra đạo, thì pháp của thế gian nó không rời xuất thế gian. Trong tương lai nhân loại sống rất là giàu có hạnh phúc, nhưng mà sửa là sửa từ bên trong, không có sửa bằng hình thức. Chứ không có phải cà gù gật rồi cuối cùng cái trí tuệ không có phát triển gì hết. Đạo thiên tâm chính là ngồi thiền để mà nó phát ra cái trí tuệ. Và cái tâm phải biết lo vô trong hẻm mình làm cái chức cu ly, mình cũng phải là xếp sòng cu ly. Thì cái duyên được gặp thầy bữa nay đi thực sự mà đi lần này biết có đi được nữa hay không. Con thấy bác còn sống 4 năm nữa. Bác còn gần mà lo gì. 80 rồi thầy. Nhưng mà con thấy bác còn dài. Mà bác bây giờ mà biết là Phật thì bác sẽ sống thêm 14 năm. Chà, con có bà chị Kiều Trinh á, mà điện ảnh phim á, chị Kiều Trinh là chị con mà, chị nuôi. Lúc đầu tiên gặp bà, xong rồi. Nhưng mà bây giờ mỗi lâu lâu xuống cho điện bà với khấn ở đây nè, mình ở núi mình có thể khấn cho người xa được. Bà vẫn còn gần ở dưới, bà vẫn còn vô Hollywood lãnh rẻ thưởng hoài mỗi ngày. Cho nên cái tuổi thọ của mình á, ở trên không có nhất định nha. Khi mình quay tâm mình muốn sống thêm, thì bác về nhà này có dạy rồi, lấy cái tô nước để trên cái dĩa hoặc cái thau, cái dưới cái dĩa này mình đỡ nước luôn, ở trong cái tô bự như nè mình cũng để nước, rồi cứ hái hoa đó
để trong cái tô, rồi ở giữa cái tô á mình làm cái cao cao lên, cái mình để cái loại đèn cầy của Mỹ á, Mỹ sao cho nó xếp tì nha, đừng nó cháy nhà, dầu cho nó có rớt xuống cũng rớt xuống nước, rồi ở ngoài dĩa cũng có một cái dĩa nước bự nữa đúng không, mình để giữa nhà, rồi cứ mỗi ngày á, bác cứ ngồi đó bác nhìn cái đèn cầy đó rồi bác đốt nhang, thì bác sẽ tăng tuổi thọ ít nhất cũng 10 tuổi, bệnh cũng hết bệnh. Cậu con làm mít như người, tức là mình để giữa nhà mình, nếu là mình vừa đẹp nhà luôn phải không, rồi ngay trước mặt bàn thờ á, làm cái đó. À cũng giống như bác có coi phim Khổng Minh không, ổng cầu tuổi thọ cũng gần giống như cái kiểu này, nó kiểu này kiểu của con. Thì khi con dạy á, tức là con truyền tâm ấn cho tất cả nhân loại, để những đời sau họ muốn sống thêm thì họ làm theo kiểu này. Đời con không có gì gọi là bí mật, không bật mí hết. Cũng vẫn còn rất là nhiều bí mật nhưng mà mình chưa có nói sớm, tại nói sớm người ta nổ cái ốc hay sao, tội nghiệp lắm. Nhiều cái bí mật chưa thể nói ra. Tại vì hiểu không tới đó, cái đầu nổ ra hết, tưởng tượng không tới nổi. Tại vì cũng tất cả những binh thư mà Đức Thầy cho với những vị hồn thiên sông núi nước Việt á, với những vị Phật trên trời mà cho con dạy cái này, con chỉ mới lên mạng nói có khúc à. Ở trong này còn nhiều lắm, chưa có nói hết. Tại nói sau này phải làm sao, chuyện gì á. Rồi giống như lâu lâu con bật mí một chút. Cũng giống như mấy tháng trước con bật mí là bác Trọng năm nay là ổng xong nhiệm vụ của ổng á. Thì hôm nay đó, mấy ngày ổng biến con mắt không biết là. Hả? À, thì con nói là trúng. Tại vì là Phật này, hôm nay Vancouver qua đây thăm chơi. Vancouver hả? Đầu tiên gặp anh chị lấy bánh là mời mấy bác ăn đi. Có nước trà không, mời là vô làm nước trà mời mấy bác đi. Cái bình đó lấy vô lấy mấy cái ly giấy rằng rằng biết thầy rất lâu nhưng mà không có cái cơ duyên mà cũng cái quan trọng á là cầu nguyện ghê lắm, cầu nguyện dữ lắm mà hôm nay được cái cơ hội đi đến đây. Bác phải hiểu con nói cái gì. Đúng tại rồi. Vì chúng ta con chỉ là người truyền tin thôi. Nếu mà cái thai đồ á là con của Thượng Đế, 112 người con của cha là thật. Không, cái này không có thể nào mà mạo nhận được nha. Là thật. Con là người đặc biệt trên 8 tỷ người là thật. Con có 7 dòng hào quang là thật. Con là người trong sấm cơ Đức Thầy là sư phụ của con cũng là thật. Nhưng mà cái trình độ của người Việt của mình, bao nhiêu người hiểu về sấm cơ miền Tây và bao nhiêu người hiểu về chuyện tâm linh. Bây giờ con nói con bảy giờ hồ quang, bác đâu có thấy được. Bác nghĩ con nói láo đúng không? Bác nghĩ lên bao nhiêu ống kính này lưu truyền mấy nghìn năm có dám nói láo không? Không dám đâu. Là tự về mục đích cuối cùng, cơ trời cho con đứng ra lộ, cha cho con ra để độ đời. Là gì? Để cho dân tộc Việt Nam mình bớt cái đổ máu nữa. Quá khổ rồi. Bao nhiêu trăm năm nay trên thế giới không có nước nào mà chiến tranh và khổ như nạn nhiều như nước Việt. Cái thằng Mã Lai, thằng Thái Lan, Indo nó đâu có chiến tranh nhiều nước Việt mình. Nước Việt mình á 5.000 năm bị Bắc phương ăn hiếp và bao 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm bị giặc Pháp. Rồi bây giờ mình thêm 50 năm bị nhồi sọ bởi Búa Liềm. Có thấy nó tội nghiệp không? Đến cái giai đoạn này á, trời Phật á, phải ra tay để cứu nước Việt, để làm cho nước Việt trở lại hùng cường giàu mạnh, thì mới cho con ra để nói lên những tiếng nói thật sự. Chúng ta làm kiểu gì đi nữa, tất cả nguyên thủ quốc gia, tất cả những nhà lỗi lạc thông minh trên thế giới cũng là con của Thượng Đế, cũng là một con cờ. Bề trên là người đánh cờ, chúng ta là con cờ, con cũng là một con cờ của bề trên. Thì con cờ hôm nay được lên để mà truyền tin những cái mà nhân loại không có biết, lời thật, việc thật, người thật, để mà cho mình có những cái giây phút cuối cùng gọi là khổ nạn này nè, nó nhẹ nhàng chút. Chứ còn nếu mà con không lên nói á, là bao nhiêu năm nay người ta đâu có biết diễn biến của cái thế giới nó đi về đâu. Con bảo đảm không có bom nguyên tử nha, con bảo đảm nước Việt sẽ có nước Việt mới nha, con bảo đảm nước Kiều, nước Việt sẽ thành một nước hùng cường giàu mạnh trong tương lai.
Con bảo đảm sư phụ của con là Đức Thầy Ngài sẽ xuất hiện nghe. Đức Quỳnh Phú Sổ sẽ xuất hiện nghe. Bảo đảm luôn. Rồi con biết bao nhiêu chuyện con làm, con nói luôn cả ông Trâm sẽ quay lại. Thì hôm nay á, 4 năm trời không ai tin chuyện này. Những ngày đầu ổng bị ăn cắp lá phiếu, mà bây giờ thấy không, ổng là thiên tướng, cứ nghĩa là chánh với tà. Ở cái thời này á, là chánh với tà đang chiến đấu với nhau. Cuối cùng á, tà sẽ thua, chánh sẽ thắng. Đó là câu chuyện như vậy. Tà lúc nào cũng không bao giờ thắng chánh hết. Sau này Việt Nam mình đó, nó không còn cộng sản, cũng chẳng còn quốc gia, nó cũng chẳng còn quốc nội, chẳng còn quốc ngoại, nó cũng chẳng có Việt Kiều chảnh hay là Việt Kiều gì hết. Nó là một người Việt, một khối người Việt đại đồng hợp, hòa hợp với nhau. Con của bác Trọng ngồi làm việc con với bác Hiểu. Con có đảng viên ngồi làm việc chung với con HO. Thì nói chuyện này là mới hèn, đứng ngay giữa vị tuyến 17, không có phân biệt cộng sản hay quốc gia. Đệ tử của Thiên nói chuyện này đảng viên rất là nhiều á. Trời ơi, mấy ổng qua đây xin làm đệ tử nhiều lắm. Cho nên HO cũng xin làm đệ tử. Ủa HO đâu ta, mẫu con HO. Ủa bác Thọ là đại HO này rồi. Á HO nữa. Cho nên ở cái thời đại này chỉ có mình là lạ nhất là vậy. Là tự gì từ ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam lên Bắc Việt Nam á, năm 1978 đó. Khi bài Kính Thiên số 1 mà ra đời á, là mẹ đã nói rồi, nước Việt là xã nghiệp. Mấy ông đảng viên là thi hành cái xã nghiệp đó, để cho nước Việt sạch sẽ cái nghiệp. Là vì mình xâm chiếm Chiêm Thành, mình xâm chiếm Trân Lập, mình lấy đất của Miên. Thì hôm nay mình phải trả một cái lỗi gì đó, tại vì mắc nợ rồi phải trả tiền đó không. Thì khi mà hết cái nghiệp rồi, mình không có thể lý do nào mình đi lấy vong ân báo oán, mình đem mấy đảng viên ra mình hạch tội người ta nữa. Thì nước mình cứ nhồi qua nhồi lại. Thì thằng Mỹ, thằng Anh, thằng Pháp, quốc tế cứ nói tụi mày cứ hơn thua nhau có một chút xíu tiền à, vài trăm tỷ à, tao không thể giúp tụi mày nữa. Thì mình sẽ mất một cái lợi rất là lớn, quốc gia của mình chậm phát triển. Được nghe thầy nói nãy giờ rồi, em xin thầy con cho con bằng kiếm được rồi thầy gì bạn. À, xin thầy chú kiếm cầu nguyện bên trên để xác định cho chúng tôi hai câu thơ. Con nói đi. Bên trên đang đứng đầy đầy nè. Con ở đâu á là xung quanh con ít nhất là vài chục vị. Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang. Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang. Nước Việt hùng mạnh, nước Việt hùng mạnh. Đúng không? Rồi dịch luôn rồi đó. Thì sao nữa, câu gì nữa? Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang. Tiểu quốc tạo khai hội Niết Bàn. Bác nói gì đâu? Tiểu quốc tạo khai hội Niết Bàn. Hội Niết Bàn là hội Long Hoa. Cái đó là của sư phụ của con là Đức Thầy Ngài sẽ lập hội Long Hoa. Mà hội Long Hoa trong kinh nói hàng nghìn năm. Nhưng mà đó là một cái hội gì? Cái hội tuổi trẻ ở Mỹ này nè. Những đứa mà yêu nước đi về Việt Nam. Con của Phạm Minh Chính, con của Võ Văn Thượng, con của Nguyễn Phú Trọng, con của Nguyễn Văn Thiệu, con của Nguyễn Cao Kỳ, con của tướng Lê Minh Đảo. Tụi mày ngồi trong nó nhau hết. Dân bầu cử, thằng nào có tài thằng đó ra lãnh đạo quốc gia tiếp tục. Chứng tỏ hai câu đó sẽ thực Việt Nam. Đó là hội Long Hoa. Việt Nam sẽ làm được. Được. Sắp tới thôi. Nó sẽ tới nè. Đây nè, tới rồi, tới rồi. Cỡ tuổi bác sẽ dư sức thay. Anh Kiệt, em tên Thiên Hồ Bình đó. Thiên gì, Thiên gì? Thiên Hồ Bình. Thiên Hồ Bình á. Dạ. Là cha mẹ cho nên là đưa từ cái thúng nang đi nhờ gió đưa qua tới Philippines đó. Vậy hả? Dạ. Tức là anh Việt Bình qua Philippines. Dạ, giờ tới xin làm đệ tử thầy đó. Anh em được rồi. Anh em hả? Tại vì ở trên trời em nhỏ tuổi lắm, em chừng 10 tuổi à. Tại vì xuống trần á, mang cái xác phàm nó mới còn nửa ngọn gió. Bây giờ năm mấy tuổi rồi, da rồi, dày rồi, da. Cái trên trời trù đẹp trai á, nhỏ tuổi, lăng tăng. Đi đâu cũng cầm cuốn kinh á,
gặp Phật Thích Ca hỏi, gặp Phật A Di Đà hỏi, cứ lăng tăng ở bên cha bên mẹ xuống trần giờ mới có mấy cái giới thoảng thôi. Dạ. Hồi xưa cũng là sợ mà cứ mỗi lần mở miệng ra cứ nói phản động này phản động kia rồi cuối cùng kéo buồn đi luôn. Cái quan trọng là chuyện này bất vụ lợi, tới ngày hôm nay cũng chưa có sinh ai sen nào, cũng chưa có tạo nghiệp vì Bồ Tát xuống trần rất là sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả, mình rất là sợ nhân cho nên mình không có gieo duyên về tiền bạc, có sức nhiều làm nhiều trong khả năng của mình, vì kiếp này kiếp cuối không có trở lại quả địa cầu nữa. Rồi những thành tinh khác á, cha sẽ cần khi nó kiệt này đi những cái nơi khác, họ cũng là chúng sanh, có tới 3.000 loại người sống khác hơn loại người này. Chỉ có loại người này á, là vì có duyên, mình ở quả địa cầu này mình nửa sướng nửa khổ. Ai muốn thành Phật, ai muốn thành Bồ Tát phải chấp nhận xuống quả địa cầu này, phải mang bệnh tật, phải mang đói nghèo thì mới mau đắc quả về. Cho nên tất cả những vị mà đắc quả mà thành Phật đều phải qua cái trái đất này. Trái đất này giống như một cái nơi mà thao trường rất là khó. Tại vì khi xuống trần, 10 vị tiên xuống đây, bây giờ mấy vị đó chỉ có 1-2 người còn làm được đúng cái nhiệm vụ khi mà rời khỏi thiên đình đó. Ô, chào Phật nha, chào Thượng Đế nha, tôi xuống, tôi xà xuống trần, tôi đầu thai nha, tôi nhất định sẽ hoàn thành xong sứ mệnh. Nhưng mà 10 ông xà xuống, 7 ông á là làm sai. Không phải ai xuống đây cũng làm sai, tiên nữ cũng vậy. Những cái người mà mình biết ở cõi trời hay không á, là đa số họ có sắc diện phi thường, đẹp, thông minh, nhất là mấy đứa ca sĩ thôi. Nhưng mà xuống đây nhìn này, bây giờ á, như Trấn Thành hay là Hoài Linh hay là Đàm Vĩnh Hưng, nó cũng ở trên trời xuống, nhưng mà thả nó ở chung với cái đám quỷ Việt Nam mà nó cũng thành quỷ, bây giờ thành quỷ hết. Nó đâu có cố tình đóng cái phim mà Thiên Địa Hội là cứu nước Việt, thì họ đâu có liên quan gì nước Việt. Hồi xưa là Việt Minh mình phải không? Cái lịch sử đó nó không có chịu. Mà bây giờ nó đóng phim rồi, thân bại danh liệt hết. Nhưng mà không sao đâu, về mốt về là giúp mình. Tức là ở một cái nước Việt Nam, một cái tiếng nói thật sự không có. Họ phải làm theo những gì ở sau lưng biểu phải làm. Không làm thì không được nổi tiếng, không làm thì không được đi ca. Chịu nào? Bữa nay cảm kích nhất là khi đi qua cái tượng chị anh Đồng Kim Thanh. Dạ. Giờ đi ngang qua đó thấy có cái tượng của Đức Phật Thầy Tè. Dạ. Yeah. Ngày đó tên là Đoàn Minh Huyên. Dạ. Yeah. Phải không chị Kẹt? Đúng rồi. Thì cái ngày kỷ niệm của ông á là 12 tháng 8 mỗi năm. Ờ gì là bác cũng ở miền Tây Hòa Hảo hả? Nhưng mà nhà tôi là đang cúng kỷ niệm đó hàng năm. Ồ vậy à. Khi con nói chuyện á, con không có nghĩ về, cũng biết là Hòa Hảo là cũng gốc của sư phụ. Nhưng mà có cái là đó là Đức Phật Thầy là người của chúng sanh. Chung hết, chung thế giới. Nhưng ngày đâu có lo cho riêng nước Việt đâu. Đúng rồi. Ngày lo cả thế giới này mà. Nhưng mà theo cái gia phả của nhà tôi á, ông đó là ông cố của tôi. Cố hả? Mình nói sát phàm thôi. Thì sát phàm. Mình tôi nói cái gia phả sát phàm. Dạ. Yeah. Là ông cố Đoàn Minh Huyên. Để tôi nói rõ Đoàn Minh Huyên tôi. À. Nhà tôi sư phụ có đứa cháu của sư phụ ngồi đây. Tức là kêu đức thầy mà ông cố hả? À? Cậu giữ nhận ta. Vậy thôi mình làm anh em được rồi. Đấy, con là đệ tử của đức thầy mà. Không có ổng con cũng hoàn toàn là không có hiểu cái gì hết trơn á. Ngày đầu tiên đức thầy ổng ký đầu.
Con năm, không có được đi năm, tu. Mỗi năm cứ 12 tháng 8 là nhà tôi đều làm đám giỗ. Hồi xưa tính đi tu cái đức thầy thôi, chứ không phải là kỷ niệm của đức Phật thầy. Tại ông là người của chúng sanh mà. Mình là sắc phàm. Thì đây là cái sắc phàm của ông, lúc đó là ông chưa đắc đạo là ông là như vậy. Cho nên tôi thấy tôi mừng chứ. Nhà tôi cũng có cái hình giống vậy đó, giống hình vậy. Nhưng mà ít nhiều á trong trong ngũ đại truyền thừa từ Phật thầy Tây An về Thư Giải Bán Khoai, Đức Huỳnh Phúc Sổ là cái xác phàm cuối cùng, tức là ông phải qua năm cái xác. Mà cái xác đầu tiên ở ngoài miền Bắc nước Việt là cách đây 1000 thời nào ta, thời nhà Mạc ha, Trịnh Nguyễn Văn Chanh á, là ông Nguyễn Minh Khiêm, là cũng là đức thầy đúng không, thì cũng là một người hết à, chứ không phải là hai người. Nhưng mà cuối cùng rồi á, đức thầy có một thằng đệ tử hôm nay mang xác phàm lên để mà nói lên những cái gì truyền thừa của sư phụ dạy. Thì cho nên ít nhiều á là đức thầy cũng là vui á, có thằng đệ tử. Vậy là tôi với chú Kiệm có duyên phải không? Có duyên. Đúng ra tất cả những người hòa hảo á là đều phải kêu mình bằng huynh á. Ngay lúc này mới hay. Gọi cho bác vô đây chụp đi. Để bác có ngồi duyên, có duyên gặp gỡ. Rồi bác ngồi đây nè, bác ngồi đây nè. À, dạ, bác ngồi đi chụp hình đi. Thì tất cả những tín đồ hòa hảo á, là phải kêu mình là đệ. Mấy bác như là bác cao đồ, bác nữa là huynh. Đúng không? Tại cùng là sư phụ hết. Dạ. Cho nên những người tín đồ hòa hảo mà gọi là lớn tuổi á, mình sư phụ gọi là huynh. Cho nên tất cả họ thiên mấy con mới gọi là sư thúc, phải không? Sư bác à. Đây cũng là đệ tử đức thầy, trên cái danh hiệu thôi. Thầy sư phụ cũng là đệ tử của ngài mà. Cái đó không phải là mình nói mình để mình làm cái gì, nhưng mà đây là thực sự khi tôi đi ngang qua tôi có nói với cháu này nãy. Nãy đi ngang qua có nói với cháu này giải thích cho nó hiểu. Biết rồi, thì cái tượng đó là tượng cũ. Tượng cũ. À, nhưng mà hồi xưa làm là Đức Phật thầy Tây An. Nhưng mà đúng ra đó, đúng ra nếu mà làm á, tại vì trong những cái thời gian năm 10 năm nay á, khi mà sư phụ hiện về đó, sư phụ hiện theo cái hình chân dung của Đức Huỳnh Phú Sổ, chứ không có sư phụ không có hiện cái hình râu dài. Tại con nói chuyện sư phụ bằng những cái hình thức. Nhưng mà có những lúc mà sư phụ mà hiện thân ra để mà mặt đó mặt nói chuyện á, là bằng cái hình của cuối cùng á, cái hình người thanh niên trẻ đó, tóc ngắn á, thì đúng là mình phải thờ cái tượng, mình làm cái tượng đó thay vì mình làm cái tượng của Đức Phật Thầy Đang cũng được. Thầy cũng là một người thôi, nhưng phải được mấy cái tượng mà hồi vô nhà bàn để làm ruộng trong đó mới tốt phải không thầy? Con không có rành nhiều hòa hảo mấy, nhưng mà những năm đầu mà còn bập bẹ về tâm linh với bập bẹ về đời á, rồi nước Việt sắm cơ rồi đó, Đức Thầy là người dìu dắt đầu tiên. Đức Thầy là người đưa nói lên cái dấu thiên tâm này sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo. Đức Thầy là người cho những cái bài sắm cơ mà bây giờ trên mạng nói đó. Thì đứa nào đọc đi cái bài thử nghiệm sắm thiên thầy trước, có phân rành lúc được lúc thua, chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cạo chọc thầy chùa để râu. Đó là bài người sắm cơ Đức Thầy đó. Trong đó có câu, trong cái bài đó Đức Thầy có nói á, thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô mà. Mà cách đây hàng năm 70 năm làm gì có đạo thiên tâm. Mà Đức Thầy có nói hôm nay mà thiên tâm nhân là những đứa mà con họ thiên đó, mà không đọc kinh đó là khó qua được cái sàng lọc. Con đọc cái bài sắm cơ đi, con bấm cái bài thử nghiệm sắm thiên ngày trước trên máy nữa nào có. Phải phân rành lúc được lúc thua, chừng nào tên ngốc làm vua đó, mấy con đọc chừng phút này. Cho thầy nghỉ mệt một chút. Sư phụ cho con có câu hỏi. Mà bạn con nhờ con hỏi, bạn con thì đang theo đạo của Phật thầy Tây An đó. Bây giờ thì đi vô đạo Tam thì có nên giữ luôn hay là ở đạo nào cứ nên giữ đúng đạo đó.
Đức Thầy dạy đạo nào thì giữ đúng đạo đó. Còn thiên tâm á, để khi nào Đức Thầy xuất hiện, Ngài sẽ nói về thiên tâm, thì lúc đó Ngài sẽ ấn chứng. Còn bây giờ á, mình phải giữ cho đúng. Tại vì cũng giống như đệ tử là mẹ, không muốn đứa con mình đi ra chòm chòm ở ngoài cái cầu để sợ nó té. Con đừng ra đó nghe, ở dưới có mình phải hù thêm chút, có con ma đó, con đừng có ra đó té. Cũng giống kiểu như cái ông nhậu mà nói đầu với phòng câu á mà nít không được ăn vậy đó, đại khái thì những vị thầy đều là làm như vậy, cả đạo Phật cũng vậy, để cho giữ cái đệ tử của mình đừng có đi lung tung đạo. Thì đang là đạo hòa hảo thì cứ nên giữ đạo hòa hảo. Thì cũng được thôi, nhưng mà nên cũng phải đại khái là phải giữ hai. Đạo thiên tâm là của thế giới, còn đạo cũ mà ngày xưa mà Đức Thầy làm á, là giống như để có một cái một để nói lên cái thời của hội Long Hoa, nói lên cái thời tận thế này. Nhưng mà từ đó tới ngày hôm nay là hàng trăm năm, thì bây giờ đã qua tới 100 năm rồi, mình là giống như là 99 năm rồi, đúng không? Mình đã trải qua 99 năm sấm cơ rồi, thì chỉ là năm cuối thôi thì đạo thiên tâm ra đời. Cũng giống như ngày xưa chúng ta đi vượt biên, một chiếc thuyền lớn đậu ở ngoài gần Phú Quốc, còn bao nhiêu xuồng, bao nhiêu vỏ giọt, bao nhiêu ghe tâm bản đưa người vượt biên ra vậy đó. Thì tất cả các đạo là giống vậy. Thì hôm nay cái đạo thiên tâm lập ra là do chánh đạo, là do con của thiên thượng chuyển lưng thánh dương, tức là Kiệt, con 112 người con của cha lập ra là chánh đạo. Là khi mà cái hệ thống truyền thừa trên trời á, thì hội đồng chư Phật, Thiên Long Bát Bộ và tất cả những vị thần đều gia hộ dấu thiên tâm. Nó màu nhiệm rất là, nó có cái quy lực rất là lớn, lớn hơn cả Công giáo, hơn cả tất cả các đạo trên thế giới. Rồi đạo trời, pháp Phật, tức là mình chỉ thờ có cha thôi, thượng đế thôi. Thì thằng Hồi giáo, Allah là cha, Công giáo là thượng đế, tức là cha của Chúa Giêsu cũng là cha, Ấn Độ giáo cũng là cha, sau này cũng tất cả đều là thờ thượng đế hết, là cũng giống như đạo thiên tâm chúng ta. Nhưng mà muốn cho thoát luân hồi sinh tử thì mình phải học cái pháp, một cái công thức, tức nghĩa là mình phải học cái công thức của Phật thì mới thoát luân hồi sinh tử được. Thờ thì khác, cho nên Phật không phải là giáo chủ. Phật nói ta thành Phật trước, các ngươi thành Phật sau. Nhưng đạo thiên tâm chúng ta có giáo chủ. Thiên Tấn Kiệt này là giáo chủ đời thứ hai, Phật Di Lạc là giáo chủ đời thứ nhất, chưa xuất hiện nha, sắp sửa xuất hiện. Sau khi Thiên Tấn Kiệt này về trời sẽ có Phật Di Lạc đời thứ ba. Rồi hết Phật Di Lạc đời thứ ba 100 năm sau, khoảng năm 2300 đi, sẽ có Di Lạc đời thứ tư, Di Lạc đời thứ năm. Cái hệ thống truyền thừa y như kiểu mà Vít Tây Căng vậy, bên Đức Giáo Hoàng vậy đó. Dạ, như vậy bạn con hiện giờ đang theo Đông Giáo Thiên Tâm và thờ cha mẹ luôn. Cũng được, đâu có sao. Nhưng mà đừng có bỏ bàn thờ bên Bửu Sơn Kiều Hương nha. Vẫn giữ. Vẫn giữ. Dạ. Vẫn trì mấy thời. Đúng, y như vậy. Dạ. Cái tu tập là cũng giống như mình ăn cái gì hợp với trong cơ thể mình vậy đó. Miễn sao mình hiền là quan trọng. Dạ. Tu hiền đi. Giờ kinh của Bửu Sơn Kiều Hương này, kinh của Hòa Hảo, miễn sao cái tâm của mình an lạc, đó là tu rồi. Còn về đấng tối cao mình thờ thêm thiên tâm, thêm cha nữa, rồi mình có Đức Thầy nữa là tốt thêm chứ đâu có gì đâu. Đạo Phật thì cũng từng nói như vậy, cứ thờ Phật Thích Ca, cứ thờ Phật A Di Đà. Tại chuyện này từng tiếp xúc với mấy vị đó mà, là giảng sanh là có thiệt. Nhưng mà mấy ông thầy già không ai mà giảng sanh, thì Phật tử làm sao giảng sanh. Thì thêm biết thêm Thượng Đế là cọp thêm cánh, là đạo Phật. Mà họ không có hiểu, họ bị chấp đó. Họ bị quá chấp đi, cho nên những cái gì họ mong cầu sẽ không bao giờ đạt được.
đi tàu bằng luôn thúng, bằng thúng. Trời, hôm nay ông gan tao, ông đi bằng thúng mà qua tới Philippines tự đi từ đâu? Đi từ em đi thiết thúng, nhưng mà nước nó có vô cái mà thúng mình lắc được ha, không có gì. Phải có bao, phải có đồ để mà rồi đi bằng thúng mà vượt biên. Không nhận cái ông này chị đi mấy ngày, đi với ai? Mình đây hả? Không rồi gan nè, ông nhà thiền không có lên lương thực, không cần nước uống luôn. Ngồi thiền gì hả? Ngồi thiền. Cái buồm nó cứ bay về hướng Philippines. Không theo gió rồi. Đồ đã. Đi mấy ngày, mấy ngày? Mười mấy ngày. 12 ngày, 12 đêm. Không gặp tàu nào dớt. Đi gió lớn rồi mình cứ đi thôi, chứ không cần người cần. Nhưng mà sóng kiểu này giá sóng thì nó nhờ mấy cái phao chung quanh cũng phải thúng. Ồ, vậy tức là có phao. Dạ, nó cứ ngàn đâu là nó cứ nổi thôi, chắc nó không. Hay quá. Dạ, tại vì năm đó là có học. Lúc đó mấy tuổi? 28 tuổi. Ồ, 28 tuổi lớn rồi. Thì nghiên cứu được cái gió đó cho nên đi, tại gió là học ở trong cái cổng minh. Hay á. Dạ. À, đúng rồi, gió kiểu mà đánh Tào Tháo á, chặn lửa xích bích đó hả? Không, nó nghiên cứu được cái đó rồi, nghiên cứu về luôn, cho nên nó phá được cái gió đó, bắt được cái gió mùa của cái năm đó thôi. Chỉ có một năm đó là nó có cái luồng gió mùa đó, cho nên theo gió mà đi. Cảm ơn cậu. Có duyên gặp nữa. Về giúp nước Việt nha. Sau này là nước Việt là do tất cả hội thiên mình chơi nói nha, phải mình đó, để mà lập lại một cái đời mới, một cái xã hội mới là nhờ họ thiên. Cho nên bây giờ mình có mấy chục triệu họ thiên rồi, có 4,5 triệu đảng viên mà đâu nhầm gì. Bây giờ có mấy chục triệu mình thay 4,5 triệu vậy hả? Thay chức của Võ Văn Thưởng giùm nè. Họ thiên á không có hối lộ, đại biết sợ ông trời làm gì dám hối lộ. Tôi mê chú Kiệt này 6-0 nè. Đó, hiện bây giờ vẫn là 6-0 hả? Đó là đâu? Mấy kinh thiên tâm ra đọc nha. Tại vì khi mình mỗi sáng mình thức dậy á, người của mình bồn chồn bực bội hay là mình giải đãi không biết làm gì đó, cái ngồi thiền với đọc kinh thiên tâm cái mình phấn chấn lại. Trần Phước Yên Tịnh, Phước Tịnh, Phước Tịnh, Thiên Yên Thiên Phước Tịnh đi. Lại lấy 3 chữ được, Thiên Phước Tịnh. Khi mà con đốt nghe con dùng cái tên đó nha, Thiên Phước Tịnh lên trên. Rồi. Ở đâu tới? Rồi, đệ tử này. Nhỏ này quậy phá hả? Thằng nào quậy phá? Nó lớn lên thì nó quậy phá. Tại vì cha mẹ quậy phá hồi xưa không có đi tu trước, không biết Phật trời trước thì con nó bắt trước. Cho nên nghiệp đúng hay không? Ở trên mặt nó biết quậy. Cho nên mình mà muốn con mình biết tu là cha mẹ mình phải đi trước. Đây con đi theo như đường mòn vậy. Con thấy con nai, con gà, con vịt, con bò nó cũng đi theo đường mòn của cha mẹ đó thôi. Thì bây giờ gán đọc kinh cho nó nghe. Bắn đầu. Thì nó bỏ ra lát con xuống thấy á. Nó về giúp sư phụ nghe con. Đi sư phụ về Việt Nam con giúp sư phụ nha. Nó ăn mày. Cái ngày hôm qua con làm nó giống cái này hả? Dạ. Đóng có, cái này có 10 cây á. Con này như 4 năm vậy đó. Sư phụ cho con chụp cái đó với sư phụ. Dạ mến nè. Dạ. Tại hôm bữa con lấy trên cái clip. Này con mua được cái nhà. Thằng này cục này hết truyền thừa lại cho Di Lạc đời thứ ba. Tức là hai cái thành ra một. Tại cục bự chừng nào á, tâm bồ đề kiên cố bự chừng đó. Cho nên gán kiếm cục chừng 20 carat. Cho nên đại gia nào á, mà giàu á, 20 carat giỏi lắm, chừng 700,000 đô à.
mà loại thượng nghe, mà loại thiệt á cầu mấy triệu á, chừng 10 cara là cũng 500 rồi, 500 nghìn. Những cái gì mà trên màn hình thấy từ đồng hồ cho tới mấy cái đồ ngoài thân này đâu có quan trọng gì đâu, nó lưu niệm lại cho thế gian mới quan trọng. Cho nên là Di Lạc đời thứ ba sẽ đeo cộng này. Cái cộng này á là cái thần thông nó bằng với giống như cái kim bài á, tại vì ngày nào á cái tay phụ cũng niệm Phật trì chú vô đây là nó hút cái điện lực vô đây nhiều nhất. Cho nên cái này á mà ai mà bệnh á để vô cũng hết. Mình phải tu mình mới giải được cái nghiệp chúc cho gia đình mình, chứ còn mình không biết gì hết là con cái nó cứ lãnh nghiệp với nó cứ bị, nên mình phải làm gương trước á. Bữa nay trời Bắc Cali nó hơi gió với mưa lạnh, ai sát rồi thấy mưa cho nên mặc áo mưa. Rồi cái mặt thêm cái quần jean, cái trọng này nó nước nó đựng thấm. Ok rồi, sư phụ phải đi về để lo công chuyện á. Xin tạm biệt nha.